Làm sao để mà anh giữ được cái body này khi mà tối ngày mọi người chỉ thấy anh đi ăn chứ không hề thấy anh đi tập? Đôi khi có những cái khoảnh khắc sự thật là tăng cân vô tội vạ mà nó tăng ở đâu nhiều nhất? Ở cái bụng dưới. Có những cái tấm hình đâu có giấu được đâu mọi người, cho nên là thôi giờ công khai luôn nè, sẵn đây anh chia sẻ cho các bạn cái bí kíp để mà anh giảm bụng dưới. Hôm nay là anh tạo về hai em combo ủ nóng với ủ lạnh, thì anh thấy chị Hồ Ngọc Hà với chị Bảo Thi với lại nhiều người khác xài quá trời. Đầu tiên là các bạn sẽ thay đầu vòi xịt đi kèm trong combo vào chai tinh dầu, sau đó bấm khoảng tầm 5 đến 6 giọt ra tay và thoa đều lên trên bụng. Tiếp theo đó là quấn ni lông xanh quanh bụng. Tiếp theo đó là các bạn sẽ nối đai điện lại với nhau và bước cuối cùng là sẽ lấy đai nu để quấn quanh thêm một vòng nữa. Có 8 mức độ nhiệt khác nhau. Tiếp tục chọn mốc thời gian là 30, 45 hay là 60 phút. Ngân thì chọn cái mốc 45 phút rồi. Giờ thì các bạn cứ tha hồ uống nước ép, đọc sách, làm việc, dùng khăn ướt để lau đi mồ hôi. Bôi collagen vô để làm dịu da, săn chắc vùng da bụng cũng như là xử lý tất cả những cái vết thâm, vết rạn. Ngân thấy mấy chị thường hay dùng combo bởi vì sau khi thải mỡ xong thì các bạn sẽ thoa kem lên để da bụng được sớm săn chắc. Chị em trẻ mặc dù ốm nhưng mà vẫn có phần bụng dưới, mặc đồ ôm body thì rất là thiếu tự tin. Quyết định chọn biện pháp này, chị em tranh thủ giảm bụng mỡ eo thon để đón Tết nha.